Với hệ thống an ninh thường, khi có vụ trộm xảy ra, bạn chỉ có thể ngồi và xem lại sự kiện, không thể làm gì hơn. Nhưng nay một chuyện đã khác, bạn có thể đuổi trộm ngay cả khi tên trộm còn chưa bắt đầu hành động xấu. Tất cả là nhờ AI Camera Hub. Hệ thống nhận diện AI thông minh, phân biệt giữa chuyển động và đứng yên, phân biệt người với sự vật và vật nuôi. Dù tên trộm có thông minh cỡ nào, khi lọt vào khung hình cũng sẽ bị phát hiện. Ngay khi bị phát hiện, AI Camera Hub sẽ gửi thông báo tới các thiết bị được cài đặt sẵn như loa, đèn, máy bơm, rèm cửa để thực hiện ngay hành vi đổi trộm. AI Camera Hub tương thích với hơn 80% thiết bị camera trên thị trường nhờ tích hợp với phần cứng của Hikvision và Dahua. Nếu đã có sẵn hệ thống này ở nhà, bạn sẽ không cần phải tốn thêm chi phí lắp đặt hệ thống camera mới. AI Camera Hub, hàng rào an ninh ảo, cảnh báo tức thì. Hãy liên hệ ngay đại lý Columi trung toàn quốc để được tư vấn và trải nghiệm giải pháp an ninh này. Châu, nơi đỉnh cao công nghệ.